Đường Hoa Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa thì nó nằm cặp mé cái cổng vào là ở trước cầu Hóa An nha, hay còn gọi là cầu Đồng Nai mới, và nằm bên dòng sông Đồng Nai. Thì nó thì bình thường là nó là phố đi bộ, nhưng mà vào các dịp lễ Tết thì nó là một con đường hoa. Nó nằm ở cái công viên Biên Hùng ngày xưa ha. Bây giờ chúng ta cùng từng bước từ từ đi vào tham quan. Ở ngoài đi vô rất là đẹp nha các bạn. Chuột của Biên Hòa rất là dễ thương nha. Nó khác chuột ở Sài Gòn rất là nhiều. Bên kia có chữ chúc mừng năm mới kìa. Đó, đây là cái cổng chào của chúng ta. Cũng như những con phố đi bộ hoặc là những con đường hoa Tết ở Sài Gòn hay là Long An thì và một số tỉnh thành khác, thì đặc trưng của các cái đường hoa phố đi bộ thì chủ yếu vẫn là hoa. Và hoa mai, nền vàng của hoa mai và hoa cúc vẫn là màu chủ đạo ha. Tôi đang đi vô một cái đài phun nước có trang trí rất là nhiều hoa. Những cái công trình này không phải là mới xây mà ngày xưa nó là công viên Biên Hùng, nó đã có sẵn rồi nghe các bạn. Thì cái công viên này khá là đẹp bởi vì nó nhờ địa thế của nó là nằm cặp mé ở bên sông Đồng Nai. Đó. Ở tuốt bên kia bờ sông nó là hướng tỉnh Bình Dương rồi đó. Tôi sẽ ra đây tôi quay cái cặp mé sông cho các bạn trước, rồi lát nữa mình sẽ đi tham quan đường hoa ha. Mình sẽ quay ngắn gọn thôi, không quay nhiều. Nếu quay nhiều thì thời lượng video nó sẽ lên khá là dài. Đây các bạn, tôi sẽ quay một vòng 360 độ. Ok. Đó. Thì như hôm qua mình đã làm clip ở chợ đầu mối Bình Điền, đường hoa chợ đầu mối Bình Điền, thì mình đã nói rồi về các dịp lễ Tết ở các con đường hoa này ha. Các cái dịch vụ ăn theo cũng rất là nhiều, ví dụ như bán hàng rong. Và ở đây về đây mình có bắt gặp những bác đi chụp hình dạo ha, dịch vụ chụp hình lấy ngay. Và hình ảnh sẽ được xử lý ở đây và lấy ngay tại chỗ luôn. Còn về giá cả thì mình cũng chưa biết. Kem cây đậu đỏ, kem cây đậu xanh đặc biệt thơm ngon, đậu xanh đặc biệt thơm ngon. Công viên này nó nằm ở bên bờ sông đã mát rồi ha, nhưng mà cây cối nhiều cho nên là nó còn mát hơn nữa. Mình cảm giác là mình chưa đi cái công viên nào mà nó mát như vậy, ngoại trừ Thảo Cầm Viên ha. Thảo Cầm Viên thì nó hơi đông người. Ở trong đây có trang trí nó đẹp mà. Tượng thần của Beat. Trên này trang trí bông hồng đẹp quá nè. Wow. 3 cái ly. Giờ ra đường cấm rượu cấm bia thì 3 cái ly trưng ra chi nữa, cất đi. Ở đây có những cái cổng chào hình trái tim ha. Các cặp tình nhân đến đây thì thể là thật là tuyệt vời. Ây da, tiếc quá. Tiếc là mình đã có vợ rồi. Chứ chưa có vợ thì dẫn người yêu tới đây hẹn hò ha. Cua là dính đó các bạn. Cứ dẫn tới đây là kiểu gì cũng nhận lời yêu mình luôn, đúng không? Đài phun nước ở phía trước mặt chúng ta là đài phun nước ha. Có một số chi tiết mình bỏ qua tại vì mình đi đường trong thì mất đường ngoài. Một cái đài phun nước. Giờ đây là giống như là triển lãm ảnh nghệ thuật gì đó. Triển lãm các bức ảnh nghệ thuật nè. Đây để mình quay cận cảnh một bức ảnh cho các bạn coi. Cầu Hóa An, cái cầu hồi nãy này các bạn. Ảnh Vũ Thiên Vũ. một vòng cái bồn nước, cái công việc, cái đài phun nước. Ok, cái này chắc ban đêm là đẹp dữ lắm. Ban ngày mà cũng có người vô đây đưa gia đình vô đây chụp hình Tết rồi. Một cái màn hình LED cực lớn. Ở đây không phải là triển lãm ảnh nghệ thuật mà những cái bức ảnh đẹp về các công trình ở Đồng Nai. Rồi bước chân ra khỏi cái khu vực đài phun nước, chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường đường hoa ha. Cái gì đây? Này là tạo hình chiếc lá hay là các cái lông chim đó. Ở trong đây là ngày thường người ta tổ chức khu trò chơi nè, khu trò chơi cho em bé, cho ba mẹ dắt con cái vô đây chơi tàu lượn rồi ha. Nhưng mà hôm nay ngày Tết mình đóng cửa luôn rồi. Con phố này cũng khá là dài. Ở trên đây chúng ta có gì? Đúng rồi, khu vui chơi giải trí Nguyễn Văn Trị. Thì nó cũng là cái khu nãy mình vừa mới nói xong á, tàu lượn rồi ha, dành cho trẻ em. Đường hoa Nguyễn Văn Trị do Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trực tiếp chỉ đạo, phòng văn hóa và thông tin thành phố Biên Hòa chủ trì phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan thành phố. Ở dưới này cái cây này rất là nhiều nha, không biết nó là cái cây gì nữa, không phải cây dừa cũng không phải cây cao. Nếu ai biết thì để bình luận phía bên dưới nha. Hồi xưa mình còn ở phòng trọ Biên Hòa này, mình đi làm công nhân, mình có chiếc y chang chiếc xe đạp này luôn nè, không biết người ta có lấy trộm của mình đưa ra đây không nữa. Hôm nay đã là 30 Tết rồi, mọi người đang tất bật soạn sửa chuẩn bị để đón giao thừa, thì cũng có những người đang phải là miệt mài lao động, đó là những chú lao công chăm sóc cây kiểng, tỉa bông, tỉa cành ha. Mình sẽ hỏi trực tiếp chú luôn. Chú ơi, chú đây chưa nghỉ đón giao thừa hả chú? Tết luôn hả? Vất vả quá chú. Rồi chú làm. Những chùm bong bóng người ta ra đây bán để phục vụ những du khách nhí. Chuột mít cây. Xin chào, chúc mừng năm mới nha. Giới thiệu mô hình tiểu cảnh được trang trí các điểm phong phú, sự kết hợp hài hòa giữa màu. Này có một cái khu chuột mít cây, khu nhỏ ha, giống như là khu Disney. Vịt Đô Nam. Công nhận càng đi vô là càng nhiều công trình nó đẹp các bạn. Wow, bé gái dễ thương quá. Chắc mình phải vô đây mình nghỉ mệt cái đã. Trên kia có cái gì kìa mấy bạn ơi. Qua là có chị qua hàng tuần trong công nhân. Giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ, không đem theo các loại. Trên đây là cái gì? Một cái mâm trái cây, chỉ có bưởi thôi, quá trời nhiều luôn. Để mình coi bưởi thiệt hay bưởi giả. Có bưởi thiệt mấy bạn ơi. Không phải bưởi giả, cái lá của nó nè, bưởi giả mấy bạn. Làm bằng mút gì á, mềm mình tưởng bưởi thiệt chứ. Ở ngoài đây nó dính nhạt hơi nhiều, không biết có bị dính bản quyền không, có thể một số khúc về mình phải cắt ra ha, mình phải xóa nhạc đi, tức là cái khúc đó sẽ bị mất âm thanh ha. Mong các bạn thông cảm cho mình. Đây là một cái nhà lá rất là đẹp này, tái tạo lại khung cảnh những cái miền quê Nam Bộ ngày xưa, bao gồm có xe kéo, có một chú gà Đông Tảo mấy bạn ơi, con gà dầm téo quá ha. Bằng mút, gà dầm téo không, lông gà thiệt nhưng mà để thân là làm giả. Không, cũng có giếng nước, vườn cây, vàng bầu, tái tạo lại cái khung cảnh ngôi nhà của vườn quê Nam Bộ ngày xưa, chứ bây giờ chắc không có nữa đâu, bây giờ người ta cất nhà tường hết rồi. Tiếp tục là những cái cổng chào hình cầu vòng để dành cho các cặp tình nhân nữa ha. Những chiếc ghế ở đây cũng khá là dễ thương. Chúng ta đang bước qua khu vực sân khấu. Thưa các bạn, đây là khu vực sân khấu của chúng ta ha. Mình sẽ lên quay cận cảnh. Khu vực sân khấu của chúng ta trang trí cũng đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp, rất là ý nghĩa ha. Bánh chưng dưa hấu đỏ. Ok, rời khu vực sân khấu tôi sẽ đi tiếp một con đường rất nhiều hoa mai, hoa cúc và hai hàng ghế đá, những chiếc nón hoa mai giả này các bạn, những chiếc nón nên là bằng nhựa, nón vậy sao không biết sao đội trời. Chậm chê câu đối ha. Cầm điện thoại giùm đi. Phía trước mặt của chúng ta là một cây đa cổ thụ rất là lớn. Cây đa này theo như mình được biết thì cũng có tuổi đời lâu lắm rồi nè. Phía trước mặt của chúng ta là đình Tân Lân nằm đối diện ở bên kia con đường hoa. Đình Tân Lân có tuổi đời rất là lâu rồi, nó gắn liền với lịch sử văn hóa của người Hoa lúc mà mới du nhập vô ở miền Nam nói chung cũng như là Đồng Nai nói riêng ha. Nó mang đậm dấu ấn và bản sắc của người Hoa. có mấy chú heo vàng, đồng tiền. Mâm ngũ quả, mâm trái cây rất là đẹp. Câu dừa đủ xài sung hả? Câu chuối dừa đủ sung, câu bầu dừa đủ sữa. Một chú ngựa đang kéo xe. Phố xá ngày 30 vẫn còn tấp nập ha, bán buôn đồ này kia ha. Chắc cũng hối hả trong ngày hôm nay để chiều về đón Tết thôi, chiều về đón giao thừa. Đây là một cái khu tái hiện lại cái nồi bánh chưng, bánh tét. Có một con gà trống lớn lắm bạn ơi. Mình sẽ đi lên phía trên. Con gà trống lớn lắm. Chắc phải đi ra đây mới lấy được hết cảnh mà. Ôi, ôi con gà trống kìa. Một chú chó đang chờ xương. Bên đây cũng một chú chó với hai chú chó con, dễ thương quá. Chắc cũng gần hết đường rồi các bạn ơi. Chắc cũng gần hết đường rồi. Mình đi tới cái chợ này là người ta hỏi, người ta là mới biết là chợ Biên Hòa. Chợ ngày chiều ngày 30 Tết rất là tấp nập. Ai cũng đang hối hả để sắm sửa chuẩn bị cho một cái Tết ấm no ha. Có lẽ đây là những cái khung cảnh cuối cùng mà mình quay cho các bạn về con đường hoa Nguyễn Văn Trị. Vậy là video của mình đã kết thúc tại đây rồi các bạn ơi. Nếu các bạn thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.